Tại ngõ 2 đường Nguyễn Văn Ngọc, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội, người dân vẫn chưa hết bàng hoàng về các biểu hiện ngáo đá của nam ca sĩ Châu Việt Cường và các nghi can vụ án mạng xảy ra. Thanh niên mặc quần short rồi chạy xuống hớ thải rồi kêu, rồi thì van khóc rồi lại rồi cầm dao, là có người báo cảnh sát đến, rồi ở trên có một đứa con gái nó chạy ra đằng này, nó ngồi đây nó gọi điện cho bọn nó. Gọi điện bảo sao? Thì cho bọn nó thôi chết rồi, thì đứa nào đến mà bị bắt à. Theo cơ quan cảnh sát điều tra quận Ba Đình, đêm ngày 4 tháng 3, Nguyễn Việt Cường có rủ Đoàn Quý Nguyên và hai cô gái là Phượng Anh và Mỹ Huyền đến nhà Phạm Đức Thế ở đường Nguyễn Văn Ngọc thuộc phường Cống Vị, quận Ba Đình. Tại đây, nhóm của Cường cùng nhau sử dụng ma túy tổng hợp. Đến tầm 7 giờ 30 phút sáng ngày 5 tháng 3, thì Nguyễn Việt Cường có biểu hiện ngáo đá và nghĩ rằng Mỹ Huyền bị ma nhập, chạy xuống chợ mua một rổ tỏi vào miệng Huyền. Phạm Đức Thế can ngăn không được, hành động này đã khiến Huyền ngạt thở dẫn đến tử vong. Quá trình khám nghiệm, cơ quan điều tra đã thu giữ tại hiện trường hai túi ni lông bên trong có tinh bột màu trắng. Khám nghiệm tử thi Mỹ Huyền, cơ quan công an phát hiện có hơn 30 củ nhánh tỏi trong miệng nạn nhân, trong đó một củ tỏi chèn vào thanh quản che hết thanh quản. Những người tham gia sử dụng ma túy đều đang được triệu tập để lấy lời khai. Tại thời điểm Châu Việt Cường bị tạm giữ tại cơ quan công an, đối tượng vẫn có biểu hiện phê ma túy đá. Hiện nay thì cơ quan công an chúng tôi, cơ quan điều tra công an quận Ba Đình đã khởi tố vụ án vô ý giết người theo điều 128 bộ luật hình sự và khởi tố tội danh tàng trữ trái phép chất ma túy theo điều 249 bộ luật hình sự. Thế và cũng khởi tố tội vô ý làm chết người đối với Châu Việt Cường và tàng trữ ma túy với Phạm Đức Thế. Từng vướng vào scandal khá tai tiếng khi năm 2012, một nữ sinh tố bị nam ca sĩ này hiếp dâm tại chung cư A3 Đền Lừ. Sau nghi án đó, liên tiếp vào những năm gần đây, nam ca sĩ này khiến dư luận chú ý với đời tư khá tai tiếng, như thuê côn đồ xử chủ quán trà đá, dọa bóp cổ khán giả vì bật nhạc ca sĩ khác. Vào cuối tháng 11 năm 2016, nam ca sĩ tiếp tục gây xôn xao khi trở thành nhân vật chính trong clip ẩu đả dữ dội của một nhóm thanh niên tại Quế Võ, Bắc Ninh.